Đã hơn 10 năm kể từ ngày phát hiện căn bệnh xơ gan của Trướng, bụng của ông Bình đã phần to, biến chứng sang thoát vị rốn. Nói chung khi mà mấy năm trước cậu con hơi khỏe khỏe, cậu con đi lui đi tới được là mình đợi. Sau này, mấy năm sau này bà cậu đòa hùng luôn. Lâu lâu là cậu giống như kiểu là mẫu ọc ra được thôi, chứ hẳn có cái bụng giống như đi. Sau này bụng càng ngày càng to, rồi vợ lần rồi đem qua bệnh viện, rồi về được khoảng năm sau vợ. Rồi vì là vợ lần này là lần thứ ba. Đỡ thì đỡ là giống như kiểu là cái bụng đỡ to, là cậu đi lui đi tới là cậu tự ăn được, là mình nấu là cậu tự ăn thôi. Còn mà khi mà cái bụng nó to lên rồi kẹt lên mình phải lo nấu cho cậu ăn, không thôi ai nấu. Cái bụng nó bằng răng ngồi lên ngồi xuống. Vậy là mẹ cậu, ví dụ người đi nấu bưng tới, người khác bưng tới, rồi người ví dụ hàng xóm người đi cho cái này, người khác cho cái khác rồi đó. Cũng đã 7 năm kể từ ngày vợ ông Bình bỏ nhà đi, bà Hoa đảm nhận vai trò săn sóc cho em trai. Nhà ở cạnh bên, tiền qua lại, bà Hoa sắp xếp công việc làm thuê làm mướn và cuộc sống riêng, hàng ngày qua về chăm sóc cho ông Bình. Nói chung nhà thì ở gần đấy, ví dụ mình nấu cơm thì mình đứng phố nấu một chỗ đỡ bưng vô cho cầu cho luôn ấy, chứ ví dụ đi hai ba nơi làm răng nấu, rồi ví dụ cầu ưa ăn cái món cái đó là mình nấu cho cầu ăn, là ăn tại nhà luôn. Rồi ví dụ mà còn ngày nay cầu lại cứ ăn cháo thì phải nhảy cháo, rồi khi mệt quá rồi nãy khô ngay đi tưới ngăn là phải uống sữa, thì chứ phải chịu khó cho làm răng. Theo ấy đi làm ngày trong rửa nhà, nói về việc gia đình nữa, phần thì nhà, phần thì ở em. Làm lúc đó khi thuộc tháng thôi rồi phải đi xin thêm, thôi tiền mua và bỏ ra. Ví dụ là mày câu nó đi chứ mày câu ai có tiền thì cho tôi thêm ít nữa để tôi lo cho cầu vặn thôi, chứ cầu vặn đầu năm chắc tôi mừng lắm. Thì mẹ cầu hẳn trăm bô thêm, ví dụ người đi 50, người khác trăm nữa. Liên tiếp biến cố sẽ đến với gia đình bà Hoa. Ba mẹ lớn tuổi bệnh tật, cùng một tay bà Hoa chăm sóc. Bà của bà Hoa cũng mới mất hơn 50 ngày vì căn bệnh ung thư quái ác. Cái hoàn cảnh của anh Bình đi thì cũng nói chung á là được quan tâm cũng nhiều, những cái đợt mà có quà hoặc là cái tiêu chuẩn của người nghèo á, luôn luôn là đưa về ưu tiên trước tiên là hộ khó khăn của anh trước. Bên mặt trận thì có cái quỹ của người nghèo lên, là cứ hàng năm là Tết thì Tết người nghèo, rồi các cái có năm thí dụ như là thế mà hoàn cảnh khó khăn quá thì cũng có ủng hộ như là 3 triệu, 5 triệu thôi, chứ cũng không thể là ủng hộ nhiều được. Nói chung thì trường hợp này thì quá nhiều lần rồi, cho nên là mức lần đầu thôi, chứ lần sau mà mình nói thực sự ăn đau thì cũng một phần là thôi, chứ không thể được thường xuyên được. Tại vì trường hợp này thì cái bao nhiêu đó thì ăn ở đây thì phải đi làm viện lần, cho nên nó không thể giúp được hoàn toàn. Bệnh tật của ông Bình đang ngày càng diễn biến xấu. Con gái đầu của ông Bình lại chồng xa, cũng không thể thường xuyên về nhà. Con gái thứ hai nghỉ học sớm để đi học nghề phụ giúp gia đình. Con trai út cũng phải nghỉ học từ năm lớp 8 để học nghề cắt tóc tự lo cho bản thân. Cuộc sống gia đình không người trụ cột càng thêm chật vật với những lần lên về điều trị bệnh của ông Bình. Thấy hoàn cảnh của em rất khổ. Em bệnh thật là bệnh này là bệnh kinh điển, khó chữa và bệnh tiền rất nhiều. Hơn nữa là vợ con thì bỏ đi.
con cái nó còn nhỏ, thì sống nhờ là sự giúp đỡ của anh chị em trong gia đình thôi. Chẳng là chúng không làm ra đâu mà cả, mình làm mà nuôi con được. Hiện giờ là cháu à, em bên là có cái chứng máu không đóng á. Do vậy chứ nếu mà đi viện mà mổ cũng được, giờ chứ phải chấp nhận cái bệnh tật. Vì cái bệnh đi nó ăn mòn người mà để khi mà kiệt quệ á. Dù thấy chẳng có điều kiện nhưng mà mình có cái lời nói thôi. Quá đồng viên em lo cái cố gắng sống được ngày nào hay ngày nãy để lo giúp cho con cái trong nhà. Chủ là bị bệnh kính niên, nhưng mà đặc biệt cái là vợ bỏ đi. Chắc chủ mà nuôi hai đứa con nhỏ thì cũng là lao động chính trong nhà. Thì mỗi lần đi bệnh viện thì cũng do bà con hàng xóm mới là anh em trong nhà giúp đỡ thôi. Đó là hoàn cảnh đây là rất đặc biệt, khó khăn. Mỗi lần khi đau thì ổn thì cũng qua hàng xóm qua thăm đôi 300 ngàn thôi. Chứ cũng có được nhiều. Khi làm việc thì cũng 200-300 nữa, rồi đôi khi cũng 500-300 giúp đỡ cho hoàn cảnh đó để nó giống cũng qua một cái giai đoạn khó khăn mà nào đó thôi, chứ cũng được cái tiền thuộc men đầy đủ như mọi người khác cũng. Nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm, cha vay vay mượn thêm để có tiền thuộc thang cho ông Bình. Bà Hoa càng xót thương cho người em trai bệnh tật, nghèo khó. Chỉ mong em có thêm nguồn động viên để chiến đấu chống lại bệnh tật. Ví dụ cái loại cầu đau chi hoặc làm chi là mình vẫn làm cho cầu cũng thôi, không có ai chăm. Thôi con ngoài ra thì mình có mong cho mình có sức khỏe. Còn tiền bạc thì ví dụ người này cho vài chục, người khác cho vài chục đô thì lo ăn buổi sáng đôi rồi cho mẹ về cầu. Còn ngoài ra ví dụ mua thuốc thang đôi rồi con ví dụ thiếu thì xin. Vì cái em mình bỏ cũng được. Rồi má khẩu trang về đô rồi vô làm vệ sinh. Trong những ngày mưa gió, căn nhà nhỏ càng thêm lạnh lẽo. Hai người Bình, hai góc phòng. Điều bà Hoa lo lắng nhất lúc này là sức khỏe mong manh của ông Bình. Nhưng cuộc sống có khó khăn vất vả hơn nữa, bà Hoa vẫn cố gắng để luôn là nguồn động viên, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ và em trai. Sáng dậy là lo cho mẹ về cầu, cầu xong rồi ăn xong để đó đi làm rồi 11 giờ về lo nấu ăn lại, nấu ăn xong rồi cho mẹ cầu về ăn xong rồi để rồi 1 giờ bắt đầu đi làm lại rồi 5 giờ về lo nấu ăn lại cho mẹ rồi lo vệ sinh đồ rồi xong xuôi mua lại rồi cho cầu đi ngủ. Chứ chưa phải chịu khó cho nên đôi khi mẹ người lại kể chịu khó mà chấm cái chư ăn chư. Thế chứ nói chứ chị em cho con em giấu về đô để thêm măng răng mà chấm ăn mình. Nói chứ mình làm chị thì mình phải lo chứ. Hôm nay ghé thăm gia đình con thì chương trình là những tin thấu hiểu của hoàn cảnh khó khăn cũng như bệnh tật của bác và ba. Thì ngay bây giờ chương trình là những tin có món quà là hơn 14 triệu đồng gửi trao đến gia đình, mong sẽ hỗ trợ một phần chi phí để điều trị bệnh cho ba và ba con. Trước hết xin mời cô Lục đại diện cho quỹ là những tin có món quà gửi đến cho gia đình của anh Bình và em An. Vâng, biệt cô đại diện. Trong 14 triệu này công ty cổ phần cấp nước gửi cho con 1 triệu. Dạ. Công ty sẽ lập theo tiếng Việt gửi 1 triệu. Bệnh viện Nam Phương gửi cho con 1 triệu. Dạ. Xin cảm ơn cô. Dạ xin cảm ơn cô.
Và còn đây là 15kg gạo của bà Hoàng Công Quang ở làng Vân Khê, xã Thủy Thanh, thị xã Thủy nhờ chương trình chuyển đến cho gia đình con. Cô Quảng Hành ở Lê Duẩn cũng có món quà là một bao gạo gửi đến gia đình. Con xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ để chữa bệnh cho ba con. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của anh Bình và em An ở số nhà 119 đường Tam Bạc Hổ, thành phố Huế, hoặc liên hệ thông qua chương trình của những người tin phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình của những người tin cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị cá nhân trên địa bàn, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bến Ngư, An Cừu, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ hỗ trợ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.